Thưa quý vị, nháy mắt, nhúng vai, lắc đầu, giật cơ hàm hay phát ra những âm thanh lạ. Đây là những biểu hiện điển hình của trẻ khi mắc hội chứng tích mà nguyên nhân là do thói quen sử dụng điện thoại, tivi quá nhiều. Tích là gì và phụ huynh nên làm gì để bảo vệ con trẻ khỏi hội chứng này? Anh Như xin mời quý khán giả theo dõi ngay sau đây. Hội chứng tích là các cử động hoặc phát âm xuất hiện bất thường, lập đi lặp lại, mất kiểm soát, tần suất, cường độ và thời gian giật các cơ ở từng trẻ khác nhau thường xảy ra ở trẻ dưới 18 tuổi, trầm trọng ở tuổi 11-12. Các triệu chứng xảy ra ở cơ vận động được gọi là tích vận động, xảy ra ở cơ hô hấp thì gọi là tích hô hấp. Biểu hiện bệnh là nháy mắt, hóp mũi. Một số cháu triệu chứng là thở dài, lẩm bẩm, tặc lưỡi, hắng giọng, la hét, nhún vai, lắc đầu, giật cơ hàm. Trẻ bệnh nặng sẽ nhại động tác của người khác, vuốt tóc, đá chân, nhảy hoặc nói các từ câu lập và không phù hợp bối cảnh. Nguyên nhân số trẻ mắc hội chứng này gần đây gia tăng do trẻ ở nhà và tiếp xúc màn hình máy tính, điện thoại, TV quá nhiều. Bệnh có thể điều trị, các rối loạn sẽ biến mất khi trẻ lớn, song rất dễ tái phát. Theo bác sĩ Khánh, hướng điều trị thường được khuyến cáo nhất là dùng mẹo. Khi trẻ bị giật, cần đánh lạc hướng sự chú ý cho trẻ đếm số, chạy bộ, nhảy dây để bộ não không tập trung vào các cơ đang bị giật nữa. Những trường hợp mắc hội chứng thiết nên vào viện để được các bác sĩ kiểm tra chuyên sâu hơn. Chuyên gia tâm lý Nhan Cẩm Nghi, đơn vị tâm lý bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, sự thấu hiểu và đồng hành của cha mẹ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ ứng phó với hội chứng này. Theo đó, gia đình không nên phê phán trẻ và đảm bảo sự hỗ trợ trấn an cần thiết. Phụ huynh cũng không nên căng thẳng vì các biểu hiện lạ của con, bởi sự tức tối của người lớn có thể lây nhiễm sang con trẻ, khiến bệnh nặng hơn. Ngoài ra, bố mẹ Dành thời gian tương tác, giao tiếp với trẻ, hạn chế tiếp xúc thiết bị điện tử, tăng cường vận động sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Thưa quý vị, ngày nay không khó để bắt gặp hình ảnh ba mẹ cho con trẻ xem tivi, điện thoại thông minh để dỗ dành con hoặc đơn giản là chiều theo ý thích của con. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với các thiết bị điện tử quá sớm chính là đang lấy đi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Do đó, phụ huynh cần phải đặc biệt lưu tâm